Dạ. À, lần đầu tiên gặp em. Dạ. Đẹp trai như lời đồn. Duyên cũng vậy. Dạ, nhưng mà không như lời đồn. Phải đẹp hơn lời đồn. Em. Dạ. Những chương trình Dòng Mãi Dòng Mai từ trước tới giờ em có xem qua chưa? Dạ, em có xem những đoạn cắt ngắn ngắn ở trên YouTube. Tại sao không xem dài? Dạ. Đúng, đúng, đúng. Tại sao không xem dài? Em coi thường chương trình này. Mời em về. Anh kỳ quá à. Thì khi em chưa có không có thời gian đi diễn nhiều, không có thời gian xem. Anh em mới giải thích. Ủa, anh hỏi em à? Anh hỏi em à? Em coi thường anh à? Dạ. Mời em về. Ủa, nghe anh ơi, em đuổi về hết rồi ai hát bữa nay? Em với Trường Giang có thể đảm được chuyện đó. Thế nào? Em có trả lời anh Thành được không? Tội nghiệp nhỏ. Sao Trường Giang? Dạ bộ hỏi vui cái nó sợ thiệt anh. Các em thân mến, bữa nay chúng ta có một bạn, một cái em nhỏ mới đến chương trình lần đầu, đừng làm cho em lo. Hỏi thôi, thôi. Câu. Chưa có gì hết trơn em. Vậy bây giờ em muốn về đội của ai, anh Thành hay anh Giang? Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của em. Em về với đội nào cũng được. Em quen cái câu trả lời á, câu trả lời này thì gần như là ai tham gia chương trình lần đầu sẽ là trả lời. Vậy thì bây giờ em là người đã có kinh nghiệm tới lần thứ ba rồi nè, nói đi. Dạ nhưng mà em nghĩ là hai lần trước em đều về đội của anh Thành, tại là em nghe lời chị Nhi nè, với em nghe lời chị Thu Trang nè, là em về đội của anh Thành. Mà hai lần đó em đều cho thế giới biết là em về với anh là do suối chứ không phải là em muốn. Đúng. Là sao là sao? Nhưng mà kiểu như là mình, em nghĩ là cái gì đó quá tam ba bận, mình phải quyết tâm đúng không anh? Lần này em tin anh, em thử một lần nữa được không anh? Ok. Tôi không đồng ý. Tôi chọn HP. Đâu phải muốn đến với anh là đến. Các bạn ơi, anh không phải rắc rưởi cho em. Thanh. Ha, cái đoạn đó này em nói chơi thôi, biên tập xóa em nói lại. Thanh. Em giai đoạn với cái gì? Thanh. Có thể nhường cho tôi được không? Anh kia tốt kìa. Em đi về luôn. Con được không? Con chơi gì nữa? Em đi về luôn được không? Cửa này, cửa này. Anh à, cửa này con. Rin, về nhà với chị. Đi em. Ôi về với vậy chị. Về với chị luôn. Ê, ê mày đi về luôn hả? Nhỏ này giống như mấy mẹ bắt cóc á. Cha mẹ mới bỏ con cái ở ngoài cổng trường chứ phải là bắt cóc vậy gì này vậy gì này. Về với chị, về với chị. Cuối cùng sao nè? Có suy nghĩ lại không? Em giận anh rồi. Vậy thì sẽ đợi về đợi anh Giang. Đi, lẹ. Quân, em về với Thành. Đi. Ê, vậy là anh cũng khó nha, anh gánh hai đứa em đều là người mới luôn á. Dâu, cảm thấy lo hả? Dạ. Cảm thấy sợ hả? Đổi đội. Trời ơi, dẫn qua em sinh ra cũng được giải là chung hội. Cuối cùng là em có thích Gin Tuấn Kiệt hay không? Ê, Gin sao á? Em mời người ta về, cái người ta vừa về, cái em kêu nhiệm vụ con Châu đổi đội là sao? Thích lắm, thích lắm. Ủa, anh bây giờ mình bắt đầu chương trình luôn được không? Bắt đầu từ nãy giờ rồi đó em, bắt đầu từ nãy giờ lâu lắm rồi. Tại sao vậy? Tại sao phải bắt đầu chương trình luôn là sao? Ý em muốn nói gì? Em nghe nói là Quân AB là có việc còn Gin, Gin. Em à, em à, em à, cái tên người ta là Quân AB. Em xin lỗi. Em Quân AB. Em thấy á là Gin đọc đúng á. Quân là tiếng Việt thì phải AB. Chừng nào mà đọc là Quân. Đúng không? Rõ ràng, rõ ràng, chính xác đúng không? Không em, không em, buông ra, buông ra. Nếu anh nói 10k né cái máy cho anh ha, nếu mà đọc đúng thì phải gọi là Quân Apple. Nếu nếu mà thì đúng, đúng là tiếng Việt Quân Apple. Không, không chính xác, nếu mà nói về văn nói là Quân AB phở. Mà bây giờ người ta Quân thì có tiếng Việt, đọc tiếng Việt đúng rồi AB, còn bây giờ Buka để không đáng là phải đọc là Pu Buka. Cái chuyện này là xuất phát từ cái nhỏ áo đen đó. Cái tên của ông ta còn nó kiếm chuyện, nó đọc cái này nọ. Thí dụ nó người ta kêu Gin Tuấn Kiệt. Đó là kêu theo cái Việt Nam sai. Anh đọc tiếng Anh là Gin Tuấn Kiệt. Gin là gì? Là nói lên là Gin lại nói còn Gin đó hả? Dạ đúng rồi. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mà áo đen. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Buka, tại sao bây giờ em nói cái gì em nghĩ cái gì cũng nghĩ đến cái chuyện các mà dạch rồi mở trơn vậy? Buka nữa, từ nay về sau hay gọi là Buka. Kêu lớn lên nào, bắt đầu lớn lên nào. Thôi, để cho an toàn anh sẽ gọi em là Cẩm Thơ.